Chào các bạn, một trận cung tàn điều tần thỏa mãn lòng người ở giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2003. Màn biểu diễn siêu đẳng giữa lão nông Hậu Trình và danh thủ Lý Quần. Với nhiều huyền cơ biến ảo sau mỗi nước cờ chất chứa cạm bẫy trùng trùng, Trình Tấn Siêu luôn được xem là hiện thân tiêu biểu của một sát thủ cờ rừng chính hiệu. Nhưng trong trận này, có điều gì bất ngờ sẽ xuất hiện? Mời các bạn cùng theo dõi ngay. Trong đó Trình là người cầm đỏ và như bao lần ra trận trước, ông đưa pháo vào trung tâm ngay. Họ Lý nhảy mã lên, Trình cũng ngay lập tức để phát triển mã. Lý đưa sen này xuất trần, Trình đã chủ động lựa chọn bố cục trước. Bình ba tiến một, Lý cũng mau lẹ lấy phá tạt biên. Tam bộ hồ đưa sen này khai thông ngay. Lựa chọn của Trình là dùng mã còn lại quăng lên. Lý bất ngờ đưa pháo còn lại vào trung lộ. Khai cuộc của tính chất biến đổi, chẳng mấy chốc hình thành một bố trận liệt pháo cuộc và thế đối công vô cùng hấp dẫn. Trình đưa xe còn lại lộ diện ngay, Lý nhảy mã trước. Trình dùng binh để tiến một, lưỡng đầu xa vừa có thể khai thông sức mã của mình. Cũng như vì vậy mà cả đôi mã của Lý đang rất khó khăn để triển khai. Nhưng đây cũng là một cái giá mà Trình đã chủ động chấp nhận. Hàm ý là xe lộ phải vẫn còn án binh bất đồng. Còn Lý tiếp tục tận dụng nước tiếp theo, lấy xe tiến một khởi hoành gấp. Và Trình cũng vậy, dùng xe tiến lên, Lý lại tiến xe cửa hà. Cách giải quyết quen thuộc và có vẻ cũng là duy nhất. Chuẩn bị dùng cả hai binh tiến lên, mời đấu đổi, đưa cuộc cờ về tình cảnh thông thoáng hơn. Và lúc này Trình đã chủ động chiếm cứ một con đường sườn trước. Lý cũng vậy, chiếm đường còn lại. Rồi Trình bất ngờ dùng pháo tiến thẳng ba nước. Vậy là âm mưu ở trước của Lý không thể nào triển khai. Ông cũng thay đổi rất nhanh, sen này tấn 2, vừa đe dọa bình vào trục 3, công mã. Trình giải quyết, rời pháo hai nước, tiếp tục đánh đuổi. Sen này quay về, rồi lại đưa về hình cờ cũ. Làm vậy một vài lần để thử thăm dò thái độ của đối phương. Lúc này Lý đã quyết định thay đổi là dùng xe tiến thẳng qua. Tức là cả hai xe này có thể thay phiên nhau gây sức ép vào cả đôi mã của Trình. Cũng chỉ vì nước tiến pháo ở trước mà rõ ràng hình cờ đang còn gặp những khập khiễng nhất định. Tới đây Trình dùng xe tiến thẳng qua áp cửu, lúc này cũng tạo ra những sức ép nhất định. Lý tới đây đã bình chủ lực trong mã trước, xe này dâng hai mà giữ căn, rồi cũng nhanh nhẹn lấy pháo để rời hình. Thứ nhất là còn mưu đồ tiến pháo dĩ giác này qua ngay mắt dĩ của đối phương. Thành thử cả chủ lực này mã đường 3 không thể nào tháo chạy cùng lúc, cho nên Trình đành phải bổ sĩ lên. Và đây cũng là cơ hội để Lý cũng làm vậy, bổ sĩ. Linh động xe đã chẳng còn, cũng như trong hình cờ này chỉ cần gá tường, mã đường 7 đã còn căn tương đối vững chãi. Và thực lợi trước mắt, Lý có thể triển khai ngay, dùng xe này khử về chỗ đầu hà. Bởi vậy Trình cũng phải tốt tuổi đưa pháo để dịch chuyển ngay, không thể nào cố chấp mãi ở hình cờ trước. Lý đã bổ trước một tường, rồi Trình cũng phi tường lên. Lý nhanh nhẹn dùng sen này tiêu diệt ra chốt để tránh khỏi viễn cảnh đau thương của đòn dùng pháo tấn lên. Tại vì lúc đó vẫn còn một chiêu thức tiến pháo này qua mời đấu đổi. Nhưng thành thử về lâu dài, mã đường 7 của Lý sẽ rơi vào cảnh hiểm nguy. Còn tới đây Trình rời xe về hai nước lấy mã mà truy đuổi. Lý lại điều xe vào thêm phần sức ép, rồi Trình đưa ngựa còn lại mà xung trần. Lý rời pháo một đuổi xe ngay, còn đúng một lộ là xe phải quay về hai trường, vừa có thể đe dọa âm mưu đánh trả, dùng xe này khử thẳng vào chốt. Lý tới đây cũng nhanh nhẹn dùng pháo này đắc thẳng vào chốt biên. Có phải là tiếp theo đối phó với âm mưu từ trước của đối phương, Trình sớm muộn cũng dùng xe đóng thẳng vào chốt như biến đi thực chiến của mình, còn chốc lấy mã. Lý lúc đó chỉ cần nhân tiền gà pháo vào trục 7 đuổi xe, và Trình rõ ràng đã hoài công. Thực ra đây cũng là một cạm bẫy rất tinh vi của lão nông. Ông chỉ cần một nước, đối thủ hoàn toàn sững sờ, lấy pháo 8 bình vào trục 3 mời đấu đổi. Trong thoạt qua, việc này y hệt như là một đòn cảm tử quân. Tức là Lý vẫn còn hai lựa chọn, hoặc dùng tường hoặc lấy pháo này mà khử trừ. Cách thứ nhất, lấy tường tiêu diệt có vẻ sẽ êm đẹp hơn, nhanh chóng để đắc quân. Nhưng lúc này Trình chỉ cần dùng chốt tiến thẳng qua hà, tường đã gãy, mời đấu đổi có lẽ là phương án lựa chọn tốt nhất. Lý theo pháo ngay. Lúc này Trình chỉ cần dùng chốt tiêu diệt lấy xe, dùng mã này đuổi lấy pháo đường 7, duy trì nước tiên. Pháo này phải tháo chạy trước, bất kỳ cửa nào, vẫn vậy. Trình tiến xe còn lại qua hà,
Thành thử, một trong hai mã của Lý cũng tiếp tục phải toi mạng. Và đây là một hoàn cảnh, sau khi lấy lại quân, Trình hoàn toàn chiếm về Đại Ưu. Tại vì thứ nhất là có chốt qua Hà để trợ công. Cũng vì vậy, mã đường 7 sớm muộn sẽ trở thành một điểm yếu tiếp theo. Và thứ hai, việc gãy đi tường, Lý rất khó khăn để phòng thủ. Bởi vậy, sẽ phải xem xét tới một cách đánh khác. Tức là ở hình cờ trước sẽ dùng pháo này mà tiêu diệt. Lúc đó thì sao? Binh chỉ cần tiến một, mọi chuyện vẫn vậy mà thôi. Xe này phải diệt chốt, mời đấu đổi. Xe quay về cửa Hà, tượng này dương lên, quân bình lực lượng. Mọi chuyện có vẻ là êm đẹp, nhưng điều đó chỉ đúng khi mà bàn cờ này dừng tại đây. Còn nước cờ phát sinh tiếp theo dẫn Lý về một cuộc cờ thê thảm. Trình chỉ cần nhảy qua một nước mã, tạo thành thế bắt đôi. Xe và mã phía trên, xe này phải tháo chạy đường còn lại, mã mất mạng. Trình đắc quân và Lý sẽ phải tơi bời khói lửa. Bởi vậy, sau nước cờ ở trước, chúng ta mới có thể lý giải được. Trong hình cờ này, Lý không thể nào lấy pháo bình trục bày như là một cách thức giải quyết cổ điển. Mà đòn Lý thủ sẵn từ trước, sau khi lấy pháo vượt qua Hà, Lý chủ động bình xe, kích đấu ngay. Việc này tất nhiên là bắt buộc, pháo này phải theo, tìm đường, di chuyển pháo, lấy tiến một. Tại vì nước tiến của Trình rõ ràng, xe ủi thẳng vào mã. Lý chẳng thể nào làm ngơ, dùng pháo này dâng một giữ căn ngay. Trình cũng ra tay nhanh nhẹn, dùng mã này tiêu diệt chốt. Mã 7 tiến 5 đưa pháo vỗ vào trung tâm, và Lý quần bình xe vào trung lộ. Tới đây Trình dùng pháo này khử thẳng ra chốt. Những cách thức điều chuyển vô cùng khôn ngoan. Tại vì tới đây âm mưu của Trình là chuẩn bị khuyết vào một điểm yếu thứ hai của Lý quần, chính là sức ngựa còn lại. Lựa chọn của Lý dùng binh tiến 1 để thoát thân trước. Trình cứ thế mà ra tay, chốc thẳng vào mã. Và lúc này mới là hình cờ ổn thỏa. Lý có thể lấy pháo bình vào trục 3, đuổi xe. Xe lánh đường còn lại, rồi mau lẹ rời pháo về hai nước. Và Trình lấy pháo tạt đường 3. Vừa thứ nhất, tạo ra một cảnh kiềm chế và chuẩn bị kỹ càng cho một âm mưu nham hiểm tiếp theo. Tức là chỉ cần rời xe này về ba nước, đuổi pháo phía trên. Lúc đó mọi chuyện tiếp diễn, hình cờ sẽ về tay của kẻ nào. Giả thử Lý quần dùng binh biên tiến một, phớt lờ điều này. Lúc đó Trình chỉ cần rời xe về, đuổi pháo trước. Mã vẫn còn hai lộ quăng lên mà giữ căn. Nếu như lựa chọn dùng mã tiến 4, e rằng là chẳng khôn ngoan. Binh 7 chỉ cần tiến một, lợi dụng vào điểm đánh triệt đề, pháo này vượt tường tốc thắng. Kiểu gì Lý cũng phải toi mạng lấy một quân, bởi vậy sẽ phải là một lựa chọn khác. Tức là dùng mã nhảy đường còn lại, vừa còn đe dọa lấy pháo bình trục 2, bước từ lấy xe. Nhanh nhẹn Trình chỉ cần tạt một nước pháo, pháo này di chuyển, hoài công mà thôi. Pháo rời về một nước, mời đấu đổi. Tình cảnh lúc này đã trở thành bắt buộc. Pháo này tiến thẳng phía trước, xe mất mạng. Và thành thử, Trình vẫn còn tiếp tục đe dọa lấy pháo vượt tường, tốc thắng ngay. Cho dù tượng này quang biên hoặc là đưa tướng xuất cung, Trình vẫn dễ dàng để kiểm soát cục diện. Dùng binh bày tiến một, cả pháo lẫn chốt, đe dọa mã. Lý hoàn toàn rơi vào thế nguy. Bởi vậy, trong hình cờ này, Lý không thể nào làm ngơ mà tìm cách ngăn cản âm mưu vừa rồi. Ông tiến pháo qua, tạo thành một thế pháo điệp để ngăn cản đòn hồi xe của đối phương. Trình làm gì? Lấy pháo tạt đường 7, mời đấu đổi. Nếu như xe rời về một, hoài công mà thôi, binh 7 lại có cơ hội để qua Hà. Bởi vậy, lựa chọn của Lý là chấp nhận việc này. Xe tiêu diệt vào, tìm cách chốc mã, rồi đưa pháo còn lại thay thế ngay. Tình huống đã trở nên ổn thỏa. Xe của Trình tạt đường sườn trước, Lý lại đưa pháo mà tháo chạy. Có phải đây là một việc làm dư thừa, lo quá xa? Tại vì âm mưu của đối phương vừa rồi chẳng thể nào thực hiện, cho nên cứ giữ pháo, kiềm chế lấy mã. Tính toán sơ đẳng này, Lý sẽ phải trả giá bằng một cục diện thê thảm. Tức là thay vì làm vậy, ông đưa chốt để qua Hà. Giả thử, lúc đó Trình chỉ cần rời xe về ba nước đuổi pháo, mã đương nhiên vẫn còn trục hai để giữ căn. Còn nếu như nhảy đường 4, biến đi này đã được bàn luận kỹ càng, binh 7 tiến qua Hà bắt cả đôi. Còn lúc này thì sao? Trình chỉ cần tiến một nước chốt, Lý sẽ phải sững cả người. Dùng xe này mà khử trừ, binh vẫn tràn qua, bước từ một trong hai. Còn nếu như lựa chọn duy nhất, lấy xe bình đường 6, xe của Trình cũng chỉ cần đưa vào trung lộ, chuẩn bị ủi chốt qua, âm mưu vừa rồi vẫn có thể triển khai. Tượng này dương lên trước, binh tràn qua,
Trình vẫn là người kiểm soát hoàn toàn về cục diện này, Lý gần như không còn cửa mà xoay sở. Cho nên đó cũng là lý do tới đây Lý Quần phải lấy pháo bệnh trục 2 đưa quân mà tháo chạy trước, Trình rời xếp về cửa Hà, chuẩn bị đưa thêm quân để trợ công. Âm mưu rõ ràng, Lý rời pháo về một mạch, về tít hàng tuyến của mình. Trình vẫn vậy, tiến chốt đuổi xe ngay, xe tháo chạy trục 2 rồi nhanh nhẹn tiến thẳng xe lên phía trước là một cách đơn giản. Chuẩn bị tiếp theo đưa xe gá vào đường 7, đuổi mã, mã quăng lộ còn lại rồi đưa chốt này qua Hà. Chắc chắn Lý sẽ được một phen thất điên bát đảo, đành phải dương tưởng lên. Trình vẫn vậy, bệnh xe đuổi mã, mã tháo chạy rồi đưa chốt qua Hà đánh đuổi. Mã quăng trục 3 còn nhăm nhe việc ngọa tàu, nhưng bỏ mặc Trình ủi chốt vào trung lộ để mãnh công. Lý tới đây nhảy mã đè sát cục, pháo này rời một ngăn cản trước, rồi Lý cũng nhanh nhẹn để trả đòn, xe này tấn thẳng ba nước đuổi vào mã. Nhưng bỏ mặc tất cả, Trình dùng chốt ủi tường đẩy bàn cờ về một tình cảnh cao trào khốc liệt. Nhưng Lý hoàn toàn có thể biết được rằng nếu như ông dùng xe tiêu diệt mã, đối thủ cũng làm vậy. Xe tiến một chiều tướng ngay, sĩ quay về đoạt pháo. Và tất nhiên đây vẫn là một tình cảnh mà Trình hoàn toàn nằm ở thế thượng phong. Bởi vậy lựa chọn trong thực chiến, Lý đã chẳng chấp nhận việc đấu đổi. Ông lựa chọn lấy pháo bệnh vào sĩ giáp thoát thân trước, duy trì nước tiên tuyệt đối của mình, dùng xe tiêu diệt vào mã. Thế nhưng cao trào ở chỗ Trình tới đây quyết tâm đã bỏ mã. Ông lấy pháo bệnh trục 2 vừa đe dọa màn cắm lên là tốc thắng ngay. Lúc đó tượng này quay về chốt đột nhập thẳng vào giữa hoàng cung. Bởi vậy Lý đành phải rời tường, vừa có thể tác dụng ngăn cản nhịp chiếu đe dọa lấy chốt. Đòn tiến pháo lúc này của Trình Tấn Siêu chẳng có gì nguy cấp cả. Lúc đó sĩ chỉ cần dương lên, chẳng những có thể hóa giải thế công, mà việc tiến pháo này của Trình cũng để lộ ra một điểm đánh chí mạng. Mã đường 9 của Lý Quần có cơ hội để ngọa tàu sau khi ông chỉ cần dùng xe để thoát thân. Bởi vậy lựa chọn để an toàn, Trình rời tường đánh thẳng vào mã biên. Việc này tất nhiên Lý sẽ phải dùng xe để tiêu diệt vào ngựa, nhưng cũng nhờ vậy mà tượng này tiêu diệt vào mã, khử trừ thế tiến công. Rồi cái giá phải trả của Trình chính là quân chốt giữa trung lộ, có vẻ là một điểm đánh để lại rất nhiều tiếc nuối cho khán giả. Quân chốt này tựa chừng đã qua 5-7 cửa ải, xuống biển lửa, lên rừng đao, nhưng đã phải bỏ mạng một cách oan uổng, chẳng làm được trò trống gì cả. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của một người thông thường. Còn Trình Tấn Siêu nổi danh với những đường cờ khác là ông lập tức tiến một nước pháo để đãi mắt người xem. Tượng này quay về, tiếp tục là búng lên một nước sĩ, mở toang cổng thành, tướng này có thể ra trận từ xa, xe đột kích vào sĩ là thấy trước. Nhưng Lý chẳng tài nào ngăn cản, tới đây còn nước thì còn tát, dâng pháo hai nước, ngăn cản sát cục ngay. Trình cứ vậy mà ra tay nhẹ nhàng, tướng suốt đường còn lại, rồi lại lấy xe bình trục 4. Để có thể ngăn cản sát cục xe tiến một rồi đưa vào mốc đáy, Lý đành phải bình pháo vào trung tâm. Trình cứ vậy mà ra tay ngay, bắt buộc rằng tướng phải tiến, tiếp tục bình xe hỏi tội tướng vào cung và lấy xe tạt đường biên. Với việc này, tất nhiên là Trình thứ nhất là đe dọa lấy sát cục bằng cách rời xe, và thứ hai nhằm chí tử vào quân chốt phía trên. Nhưng nếu như chỉ dựa vào những âm mưu sơ cấp này, Lý sẽ phải trả giá một cách thê thảm, tức là dương tưởng lên. Đòn thứ cấp tiếp theo, Lý sẽ phải buông cờ. Trình tới đây chỉ cần rời xe trước, chiếu, tướng quay đầu, rời về một nước xe, pháo trung tâm sẽ mất mạng, Lý thế trước, nhưng chẳng tài nào mà ngăn cản. Bởi vậy, đó cũng là lý do ở hình cờ này, Lý còn đúng một cách giải mà thôi. Đưa tướng để xuất cung được còn lại và Trình mau lẹ rời xe, bắt Lý phải leo tít lan can, rồi lúc này lại quay xe về hai nước, còn đe dọa lấy sát cục. Lý đành phải đưa xe đóng thẳng vào sĩ, giữ mặt ngay, rồi Trình dùng tướng tiến một, ngăn cản đòn đưa xe vào trung lộ, vỗ chiếu của đối phương. Tới đây Lý dùng xe tiến một làm điều tương tự, Trình cũng đưa tướng thượng lầu 3 chờ đợi trước. Rồi Lý tới đây lại rời xe về ba nước, âm mưu đe dọa vỗ vào trung lộ này hay chăng, hay là còn đe dọa vào quân chốt đứng ở đầu Hà? Có vẻ như màn xáo trộn vừa rồi làm cho Lý từ từ lấy lại thế chủ động.
nhưng chẳng đơn giản. Tài xoay sở và sắp xếp của lão nông thật khiến người ta phải kinh sợ. Ông dùng sen này cầm đáy, đe dọa bình vào, vỗ chiếu là sát cục. Lý lại đưa xe vỗ mặt, tướng xuất rồi bình xe, tướng lại vào, rời pháo về ngay. Chẳng hề còn cách khác, Trình đưa xe móc đáy, pháo này chim rồi mất tường, còn đe dọa và chờ đợi cho một màn sát cục bằng cách rời về hai nước. Bởi vậy, Lý đã phải đưa xe để chiều tướng ngay. Tướng suốt đường còn lại đưa tướng trở vào cung. Thứ nhất là hóa sát và thứ hai là hoàn sát, tức là còn đe dọa bằng việc minh xe. Trình trong hình cờ này làm gì? Ông bình xe vào trung lộ chiều tướng, bắt buộc rằng pháo phải vào kê càn, rồi bình xe. Lựa chọn của Lý đã phải buông cờ, quy hàng ngay lập tức. Tại vì với việc này, Trình Tuấn Siêu cũng làm điều tương tự, giải sát và hoàn sát ngược cho họ Lý kia. Ý chỉ là chủ động rời xe về hai nước, bởi vậy Lý sẽ phải phòng thủ, lấy pháo chục năm mà di chuyển bình hàng ngang này. Nhưng lúc đó đơn giản nhất, Trình chỉ cần đưa chốt ba qua Hà, trở công. Thấy trước một vài nước, tam tử này có thể oanh tạc, nhưng rõ ràng hàng tuyến phòng thủ đã tan nát từ lúc nào, Lý không thể nào tiếp tục mà đương cử. Một trận chiến hay với những đường cờ điều quân rất cao và cũng có một chút ma mị của lão nông họ Trình. Vẫn là Trình Tuấn Siêu, trình độ tấn công siêu đẳng. Còn video này đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên để lại một like ủng hộ Cửa Thần Đam Mê. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.